Mến chào các bạn. Hôm nay Chuột có một câu hỏi cho các bạn. Khi yêu mến, quý trọng ai, các bạn làm gì để ngỏ ý, để gửi cái thông điệp tình cảm quan trọng ấy đến đối tượng? Thời nay, với cái điện thoại thông minh và mạng xã hội, bạn sẽ có thể tìm hiểu, dò xét đối tượng một cách nhanh chóng, sau đó lập tức gửi tin nhắn với cả hình ảnh, không phải âm thầm, lẻo đẻo theo chân người đẹp với một thời gian dài, từ trường đến nhà, từ nhà đến chợ, cho đến khi đủ can đảm trao vội cái thư rồi biến thật nhanh vì sợ cô nàng từ chối. Đó là một cách thổ lộ tình cảm của nhiều người thuộc thế hệ của Chuột trước đây, lúc còn trẻ. Tuy nhiên, sự thử thách ấy chưa thể thấm vào đâu so với người xưa. Nhiều người yêu thầm trộm nhớ, một mình gặm nhấm nỗi buồn, tình cảm, thậm chí có người còn tương tư tới nằm bệnh. Chẳng hạn bài thơ tương tư trong tác phẩm Lỡ Bước Sang Ngang của nhà thơ Nguyễn Bính có những câu sau đây: thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ mười mong một người, gió mưa là bệnh của dời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Sau thi sĩ Nguyễn Bính phải kể đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh với bản nhạc có tựa đề là Nỗi Lòng. Mời các bạn nghe sau đây với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Yêu ai yêu cả một đời, tình nhưng quá khắt khe khiến cho đời ta đau tuổi cả lòng. Vì yêu ai mà lòng hằng nhớ, năm tháng trôi lạnh lùng hoài, tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ai. Nhớ cả một trời tình yêu kia mà lòng nào quên. Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là đến với đớn đau. Nhưng sao trong tim ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ, dầu sao nếu có một ngày ai gieo tim ta là tình yêu kia ly tan mà lòng vẫn thương vẫn nhớ. Tình đó khiến xui lòng ta đau, rồi với bao ngày lặng lẽ sống, nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài. Yêu ai kín những đớn đau với riêng lòng ta, ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay. Các bạn đang nghe nhạc phẩm Nỗi Lòng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Chúc các bạn một ngày sinh hoạt vui vẻ, bình yên.
phải nên can đảm thổ lộ càng sớm càng tốt, phải không các bạn? Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là đến với đớn đau. Nhưng sao trong tim ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ, dẫu sao nếu có một ngày, ai gieo tim ta là tình yêu kia ly tan mà lòng vẫn thương vẫn nhớ. Tình đó khiến xui lòng ta đau, rồi với bao ngày lặng lẽ sống, nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài. Yêu ai, ai hiểu được lòng, thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta. Ấp ủ lạnh lùng, tình yêu kia mà người nào hay. Ấp ủ lạnh lùng, tình yêu kia mà người nào hay. Nỗi lòng